Đây là hai con Ben nha các bạn. Hiện tại thì nó vẫn có size 5.500, nhưng mà đợt này thì mình về đúng một hai size là Spin Fit C6 size 6.500 và 4.500. Đó thì cái size 6.500 này á thì thích hợp cho anh em mình câu câu sông, câu hồ, câu biển. Câu nói chung là câu về câu hạng nặng các bạn. Còn cái dòng 4.500 này cho anh em mình thích hợp câu hạng nhẹ, có thể câu lưa luộc lươn. Có thể câu lưa các bạn. Câu lưu re vì trọng lượng nó nhỏ nhẹ và nó khỏe đó. Thì đặc biệt cái dòng này á, nó sử dụng công nghệ tiện CNC cực kỳ chính xác luôn nha các bạn. Những cái linh kiện như là mấy con mấy dòng răng nè các bạn, mấy cái hệ thống giống như kiểu như sinh trong dĩa của nó là được sử dụng công nghệ tiện CNC mới nên cực kỳ chính xác luôn nha các bạn. Đó thì cái con size 6.500 nó thì trọng lượng của nó là 632 gram. Đó tỷ số vòng quay của nó là 5.6, tức là một vòng tay quay được 5 vòng 6 vòng máy. Nó về số lượng dây của nó đây, ví dụ size 0.38 á thì nó vô tầm khoảng được 185 m. Thì ví dụ như giờ mình tính là 0.40 đi, nó tầm khoảng 160 m nha các bạn. 0.40 á là tầm khoảng 160 m đó. Thì cái con 4.500 này rất là nhẹ các bạn, nó có 354 g thôi. Đó. 354 g. Tỷ số vòng quay của nó là 6.2 luôn nha. Đó. Thì tỷ số vòng quay 6.2 như thế này á, rất hợp cho anh em mình câu lua. Vì đặc biệt cái dòng này anh em lưu biển rất là tốt, lý do nó sử dụng công nghệ chống nước ABS5, công nghệ chống nước nha các bạn. Đó. Tỷ số quay nó là 6.2 lần nha các bạn. Tức là một dòng ta quay được 6 vòng 2 vòng máy và khả năng nhu dây nó là 0.33, được 215 m. Thì đặc biệt những dòng máy fan á, lúc nào nó cũng đi kèm một cái bao trùm máy fan của hãng nha. Cái hàng này là hàng bắt buộc phải có. Đó. Tức là một cái máy fan thì nó sẽ đi kèm một cái bao fan như thế này các bạn. Bao trùm máy, cái này gọi là bao trùm máy của hãng fan luôn. Đây, ở trong là một lớp vải nhung rất là mềm mượt, có ngăn để máy và ngăn để tay quay các bạn thấy không? Đó. Thì khi mình mua con máy fan lúc nào cũng kèm cho mình một cái bao trùm máy như thế này. Ok. Bây giờ em sẽ khui hộp đó nha các bạn. Em khui cái con 6.500. Nó fan lúc nào nó cũng cho mình thêm hai cái miếng lông đền để mình chim vô phần cốt đó các bạn, cốt của máy á. Đây là con này, con 6.500 nha. Hàng này body nhìn rất là đẹp các bạn, body nhìn rất là đẹp. Con này con 4.500. Thì đặc biệt trong clip này hôm nay anh em mua máy fan á, bắt đầu từ ngày hôm nay khi mà anh em mua những dòng máy fan bên shop thì bên shop em có chương trình đặc biệt là tặng cho các bạn một cái đai nịt máy. Cái đai nịt máy các bạn, cái đai này một xíu em sẽ hướng dẫn sau nha. Và em nhá hàng lúc đầu thôi là khi mua một cái máy fan bên shop em, là từ đây về sau chỉ cần mua máy fan thôi thì các bạn sẽ được tặng kèm thêm một cái đai nịt máy như thế này. Hàng của Daiwa và sản xuất tại Taiwan là Đài Loan nha các bạn. Đó. Đây con Ben này, con Ben size 6.500 nè các bạn. Thì Ben á thì là tay quay kiểu tay quay vặn ốc. Cốt tay quay rất là to nha các bạn. Em sẽ đo cho các bạn xem về cái cốt tay quay cực kỳ to luôn. Cốt này cỡ 6.2, nó hàng chuẩn luôn. Lúc nào tay quay cỡ 6.500 cũng cỡ 6.2 nha các bạn. Này 26.500 nè. Bạc đạn nè. Đặc biệt núm tay quay bên đây là núm bằng kim loại, cái núm chụp bên đây bằng kim loại luôn nha. Núm này bằng kim loại bằng vàng nè. Kim loại mạ vàng. Thì anh em muốn đổi tay quay thì cần tháo con ốc bên kia ra để bên đây. Và cái tay quay này các bạn. Cái tay quay các bạn để vào. Đó, dặn theo chiều thu dây. Dặn theo chiều thu dây nha, các bạn thấy không? Nè, để vào như thế này và dặn theo chiều thu dây. Đó là mình bắt tay quay vào nha. Đó. Khi gần cứng các bạn chỉ cần siết nhẹ cái thôi, siết nhẹ cái. Đó, còn cái quay cái con 4.500 em vẫn để bên đây cho các bạn nha, nhưng không đổi. Đây, body nhìn rất là đẹp và rất là gọn như các bạn thấy không? Body rất là đẹp luôn. Đó. Những góc cạnh nó làm rất là gọn và rất là đẹp cái máy của mình. Toàn thân là full kim loại hết nha các bạn. Nó từ hợp kim nhôm á các bạn, full kim loại hết. Đó. Nhìn màu vàng, cẩn màu vàng lên nhìn rất là đẹp ha. Rất là đẹp.
công nghệ, nó sử dụng công nghệ chống nước IPX5 nữa các bạn. Thì thằng này nó chỉ thua cái con của Xiaomi 13 thôi. Xiaomi 13 là IPX6, là công nghệ chống nước, công nghệ chống nước nha các bạn. Đó, có màu vàng rất là đẹp. Tay quay là đúng hình giống như hình bầu dục nha các bạn, hình bầu dục nè, có hình đóng hình fan ở đây luôn nè, đóng một cái tên ở đây, nó cũng đóng fan nha các bạn, fan luôn. Đó, sử dụng pha hãm HT 1000, pha hãm cực kỳ tốt nha các bạn, pha hãm HT 1000 cực kỳ tốt. Pha hãm này là giúp mình xả mobile cứng á, thì pha hãm HT 1000 này nếu mà các bạn chịu nhận cứng tay á, siết chặt luôn á, thì cái khi mà cái tay lực người mình bình thường mình xả ra rất là nặng tay, rất là nặng tay nha các bạn. Đó, vòng bi, vòng con lăn ở đây giúp mình vô dây được thêm mờ mượt hơn, rất là đẹp, body rất là đẹp các bạn. Sử dụng công nghệ chống nước là mình khoái này, công nghệ chống nước này rất là hay ha. Chống nước là những cái, nó sử dụng những cái gon những cái chỗ này đó các bạn, gon chống nước và dầu chống thấm, thì hạn chế làm sao cho nước không xâm nhập vô máy. Thì đặc biệt dòng này đánh biển cực kỳ tốt, những dòng có công nghệ chống nước như thế này đánh biển cực kỳ tốt, thì nó sẽ bền hơn và không ảnh hưởng tới máy, bởi ảnh hưởng bởi nước biển. Thì nếu thì các bạn đã biết kim loại mà cầm nước biển thì một thời gian nó sẽ bị sét, bị gỉ, bị sét. Thì thằng này thì công nghệ chống nước thì mình an tâm rồi ha. Và đặc biệt thằng này chạy trên nền tảng là em coi kìa, nó có ghi bạc đạn đâu mất tiêu rồi ta, 5+1 bạc đạn thép nha các bạn, bạn thấy không, 5+1 bearing, chạy trên nền tảng là 5+1 bạc đạn thép không rỉ nha, bạc đạn thép không rỉ. Đó, body rất là ok. Em cho các bạn xem về cái nội thất bên trong của nó nha. Sử dụng khóa hãm HT 1000, lộng HT 100, là cái khóa hãm này khóa hãm độc quyền của bên Ben luôn nha các bạn. HT 100 TM nè, sử dụng công nghệ HT 100, là cái công nghệ khóa hãm độc quyền của Ben. Thì so con 6500 với con 4500, đây có rất là đẹp các bạn ơi. Cái kiểu lẫy cò này kiểu như cái con Xiaomi 13 các bạn, nhưng mà được thêm cái phần cốt trợ lực nè, thêm một phần cốt trợ lực ha, dòng bi đó. Bạn thấy cái phần chống nước nó ok không, nó làm những cái con cực kỳ sắc luôn các bạn. Hạn chế tối đa nhất là không cho nước vô máy á. Đặc biệt cái mobile của nó là không có lỗ luôn các bạn, mobile nó đặt luôn, là khi mà các bạn có quay hay là gì á thì nước nó sẽ không bao giờ bung ra đây được luôn đó, các bạn thấy không nè, bobin nó là bobin full luôn, không có rỗng. Thường những bobin, những dòng máy của mình là sẽ có lỗ rỗng, thì những lỗ rỗng đó là nước có thể xâm nhập vào. Nếu trường hợp anh em đi câu biển á, câu biển hoặc gặp trời mưa nha, các bạn cứ tưởng tượng nha, cỡ này nè, thì trời mưa xuống, ví dụ các bạn để máy như thế này, thì những cái máy nào mà có lỗ rỗng, những có lỗ khẽ như đây á, thì nước sẽ lọt vào. Thì lòng Ben này nó đã cải tiến rất là nhiều, nó tính toán mà nó suy nghĩ ra một cái phiên bản là không có để lỗ gỏng luôn nha các bạn. Nó làm bít hết, các bạn thấy không, bít đó dầu mỡ chống thấm chống nước nè các bạn, nè gòn nè, gòn chống nước nè, bạn thấy không. Và trong đây nó làm gòn chống nước ở trong cốt luôn bạn, nó hạn chế là dù vô được tới đây nhưng mà nó cũng không vô trong cái máy nha. Đó, thì bạn thấy nội thất bên đây đã không, cực kỳ đã luôn các bạn. Có một cái lớp trợ lực nè, dòng bi nè, và cái lẫy cò này á, nó kiểu như cái con Xiaomi 13 các bạn. Lẫy cò này kiểu như của con Xiaomi 13 á, rất là đã. Và mình kết đứt ở dòng fan là một chỗ, nó là như vậy, cái tiếng âm thanh khi bạn xả pin đây, bạn nghe đã không? Cái tiếng đó là những cái hàng khủng các bạn, gọi là săn hàng á, những cái con tầm khoảng chục ký là bạn sẽ thấy được, bạn nghe được cái tiếng mobile này nha.
quá đã, nghe thôi cũng ghiền các bạn. Mình sẽ đo thử cái cốt cho các bạn xem nha, cái cốt này mình sẽ đo thử cái cốt máy cho các bạn xem. Cái cốt máy là 5,5 ly nha các bạn. Cốt máy 5,5 ly. Cốt máy cỡ đó là chơi thoải mái rồi các bạn. Cực kỳ êm luôn các bạn. Đó là con 6,5 ly nha. Size 6,5 ly. Đó, mình sẽ review tiếp cái con 4,5 ly cho các bạn xem. Thì nói chung mới một dòng máy tích hợp nhiều cái công nghệ tiên tiến như thế này thì anh em nên dùng. Đó, bảo đảm luôn, và giá nó cực kỳ ưu đãi luôn nha các bạn. Thì đặc biệt khi anh em mua một con máy thì bên shop sẽ tặng cho bạn một cái đai, một cái đai nịt máy. Cái đai này giúp cho bạn chụp cái dây các bạn, hạn chế mình cái dây mình khi mình ví dụ mình có gài đây nè, nó không bị cóc dây, nó không bị cấn dây nha. Đó, đó là cái thứ nhất. Mình tặng thêm cho cái này thì hiện tại bên shop mình bán ra với giá là 50,000 một đai đai qua sản xuất tại Đài Loan nha các bạn. Này, hàng liên danh. Đai đai qua nhưng mà sản xuất tại Đài Loan. Hiện tại bên shop bán ra với giá là 50,000 một đai. Đó, thì bây giờ em sẽ review tiếp cái con 4,5 ly cho các bạn xem nha. Bây giờ tiếp tục em review lại cái con size 4,5 ly nha cả nhà. Đó, 4,5 ly nhìn rất là gọn và rất là đẹp. Thì trọng lượng nó chỉ có 354g thôi, cho 350g đi nha các bạn. Đó. Thì dòng này thích hợp cho mình câu lua, lua cá lóc cũng được, lua cá biển cũng được. Thì thích hợp này lua chẽm, lua nhồng, lua muối gì các kiểu nha các bạn. Thì nhỏ gọn thì thích hợp cho những chơi những cái môn nó kiểu như là hình thức nó nhẹ nhàng, cỡ như lua này, câu cá chép, cái mè đó. Thì anh em nào cần nhỏ thì mình sẽ sắn máy nhỏ, rất là nhỏ gọn. Đặc biệt cái dòng này á, núm tay quay nó hình dẹp, dẹp nha các bạn, nó không phải hình bầu dục nữa. Size 4,5 ly nó hình dẹp, nó cũng là spin phím số 6. Đó. Về cái thông số Rito của nó sẽ cao hơn. Nó tới 6,2 lần nha các bạn. Nè. Một dòng quay thì nó sẽ quay được 6 dòng du máy, tại vì máy nhỏ hơn. Thì những dòng máy quay nhanh thế này đó thích hợp cho mình lua. Mình câu rê á. Đó. Body cũng rất là gọn nhỏ nha. Rất là đẹp. Rất là ok nha các bạn. Nó xung cũng siêu hỏng khóa hãm HT 100 nè. Khóa hãm độc quyền của Fan và sử dụng công nghệ chống nước IPX5. Mình sẽ coi nội thất bên trong nha các bạn. Thì anh em biết giá hai con này thì vui lòng kéo dưới phần mô tả của video nha. Còn ví dụ anh em muốn chiếc không xem được cái phần mô tả thì có thể là gọi trực tiếp cho em để em báo giá nha các bạn. Đặc biệt ở những clip này và từ đây về sau luôn, khi anh em mà mua máy fan nào cũng được nha các bạn, dòng nào cũng được, thì bên shop đều tặng cho các bạn một cái đai nịt máy trị giá là 50,000 nha các bạn. Đó, thì cái phần cốt của con 4,5 ly này có một số điểm khác nha các bạn. Nó vẫn là bánh răng này nhưng mà nó lại mất đi một phần cốt trợ lực rồi các bạn. Vẫn có dòng bi nhưng nó lại không có cốt trợ lực nha. Đó, thì cái size 4,5 ly này nó không có cốt trợ lực, nó thiên về câu những dòng hình thức là nhẹ nhàng nên nó không thích hợp cho mình cái cốt trợ lực ở đây nha. Size 4,5 ly nè. Đó, nhưng mà dòng này lua thì bảo đảm các bạn bao êm luôn, rất là khỏe. Thân máy được làm từ full hợp kim nhôm nha các bạn. Dầu nhớt quá trời luôn các bạn, dầu chống thấm á, dầu bôi trơn nhưng mà có chức năng chống thấm luôn nha các bạn. Pin vẫn xả rất là im. Mình rất là thích nghe những cái tiếng pin giống như vậy nha các bạn, nghe cảm giác rất là sướng. Đó, thì mình đã vừa đi qua sơ hai cái dòng máy pen spin phím số 6 size 4,5 ly và 5,5 ly. Thì dòng này vẫn có size 5,5 ly luôn, nhưng mà đặc biệt cái loại clip này là sẽ không có, lý do là đã hết hàng. Thì em sẽ review trước và khi nào có dòng 5,5 ly thì em sẽ làm một clip review sau nữa nha các bạn. Em sẽ làm một clip review sau cho các bạn.
hai con. Một cây, một con thiên về bạo lực, câu sông hồ hay là câu giải, câu cá tra, cá biển, cá sông, cá suối gì các kiểu, bông lau. Thì bị cái dòng này câu lau rất là sướng nha các bạn. Thiên về hạng nặng, một bên là thiên về hạng nặng, một bên là thiên về hạng nhẹ. Và hình thức câu là nó nhẹ nhàng hơn, tự như câu cá lóc, đây, câu cá chép, câu suối đó. Thì anh em nào yêu thích dòng nào thì cứ vui lòng liên hệ với em nha. Em sẽ chuyển hàng về tận nhà, gieo tận tay cho các bạn luôn. Thì bên em là khi nào các bạn nhận được hàng mới thanh toán tiền, không cần các bạn đặt cọc trước đâu nha. Không cần đặt cọc trước đâu nha. Từ những trường hợp gấp hay gì đó thì cần chuyển khoản hay là đặt cọc trước gì đó thì mình sẽ tính sau. Nhưng chủ yếu bên em là khi nào nhận được hàng mới thanh toán tiền đó. Thì giá chi tiết em để dưới phần mô tả. Giá chi tiết em để dưới phần mô tả nha các bạn. Giá chi tiết luôn, giữa hai con 4.500 và 6.500 đó. Thì đặc biệt thì đợt clip này thì anh em mua máy fan bên em thì sẽ tặng cho mình một cái đai tịt máy Daiwa. Đây, đai thun đến từ thương hiệu Daiwa, sản xuất tại Taiwan nha các bạn, là Đài Loan á. Đó, đai Daiwa nha các bạn. Thì anh em mua máy fan là sẽ được tặng một cái đai. Đó, ok không? Cái đai này thì giúp mình trồng ở đây nè các bạn. Khi mình vui dây đầy á, mình trồng lên mình không cần phải gài dây vô cái chỗ gài dây nha. Thì khi mình gài ở đây thì đa số những cái đoạn gài nó bị gấp và nó bị, nó dạng như nó bị khuyết các bạn, thì nó dễ bị đứt. Thì anh em nịch cái này vô, cái này vô như thế này nè. Tại này nó không có cước, mình nịch vô nó thấy nó không có đẹp. Nó nịch vô nó tròn như thế này thì dây của mình sẽ không bị, nó không bị khuyết ở chỗ này nha các bạn. Đó. Thì đặc biệt bên em đang bán ra với giá là 50.000 một đai này nha các bạn. Anh em mua máy sẽ được tặng một cái đai, thì giá là 50.000 đó. Thì anh em có thể đặt hàng ngay bây giờ, liên hệ với hai số điện thoại em có để trên màn hình á, hoặc kết bạn Zalo, Facebook đó, bình luận trực tiếp dưới clip luôn cũng được nha các bạn. Anh em muốn lấy xe nào cũng được, 4.500 hoặc 6.500 đó. Khi nào nhận được hàng mới thanh toán tiền nha. Rồi ok, xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào clip tiếp theo nha. Đừng quên like, đăng ký và chia sẻ clip nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã thời gian qua đã tin tưởng và ủng hộ shop em. Xin chào.